Thì bánh của mình đã xong rồi nha, hồi nãy mình mới lượm vô. Đó, nó giòn luôn, cái vỏ ngoài nó rất là giòn và ngon nha, bên trong thì mềm luôn ha, thơm phức luôn, bánh làm cực kỳ thơm ngon luôn nha mọi người. Đây, trời ơi, hấp dẫn lắm luôn. Cái mùi của bánh mì đen này nè, cái bột bánh mì đen á cực kỳ thơm luôn và cực kỳ ngon, với lại có cái mùi của mật ong nữa đó. Trời ơi, nó ngon gì đâu luôn đấy nghe mọi người. Đây, mình sẽ để bánh nguội xong rồi mình chút ga nha. Bánh rất là ngon nha, vàng rất ngon nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục với món bánh mì, đó là bánh mì đen nha. Bánh mì đen thì mình có thể thay thế một loại các loại thức ăn mà mình để ăn giảm cân, đặc biệt là mình có thể bổ sung bánh mì đen trong buổi sáng hoặc là buổi trưa nha, hoặc là buổi tối. Đó thì cái bánh mì đen của mình á, thì sẽ là một trong những thực phẩm để mà nằm trong thực đơn giảm cân. Và bây giờ thì hôm nay mình sẽ làm thử cái món bánh mì đen để chia sẻ với cả nhà nha. Thì nguyên liệu của mình gồm có đó là 100g bột bánh mì đen, 200g bột mì số 13, 3 muỗng cà phê, mật ong, một cái trứng gà, 140ml sữa không đường. Nếu như mình không sử dụng sữa, mình có thể thay bằng nước nha, nước lọc. Và 2g muối, 3g men nhạt. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào để mình làm nha. Thì vẫn như cũ, thì đầu tiên mình sẽ cho sữa vào nha. Sữa mình sẽ cho vào chất lỏng thì mình sẽ cho vào trước nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho 2g muối, 140g sữa không đường hoặc là nước, 2g muối, 3 muỗng mật ong, nếu mà mình thích thì mình để, còn không thì thôi nha. 3 muỗng cà phê mật ong, nếu như mình thích thì mình để vào, còn nếu mà không thích thì có thể bỏ qua bước này luôn. Mình sẽ cho vào đây một cái trứng gà luôn nha. Trứng gà. Bây giờ thì mình sẽ cho cái bột mì đen vào. Bột mì đen 100g. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho bột mì số 13 200g. 200g bột mì số 13 nhé. Và cuối cùng thì mình cũng sẽ tạo một lỗ nhỏ trên cái bột mì. Mình không cho trực tiếp vào nước mà mình tạo một lỗ nhỏ và mình cho 3g men nhạt vào nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Mình sẽ nhấn menu. Bánh mì đen của mình là số mấy đây? Mình sẽ gà bánh mì đen nha. Bánh mì bột nguyên cám, bánh mì đen, bánh mì đây, bánh mì đen. Bánh mì đen của mình là số 12 nha. Đây, 11 là cơm nếp, 12 là bánh mì đen. Thì mình sẽ nhấn 12 nha. Menu mình sẽ nhấn 12. 12 bánh mì đen. Rồi thì bây giờ mình sẽ ở đây là trọng lượng là 750g, thì mình có thể khối lượng là 500g.
Và ở đây thì mình chọn màu bánh, màu nước thì mình chọn màu đậm đi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ khởi động mình làm. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đợi khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng thì mình sẽ coi bánh của mình như thế nào nha. Bây giờ thì đây đang nhào bột ha, đang trong quá trình nhào bột. Mình đậy lại cho để máy làm việc ha. Đây bánh của mình đã xong rồi nha, hồi nãy mình mới lượm vô đó. Nó giòn luôn, cái vỏ ngoài nó rất là giòn và ngon nha, bên trong thì mềm luôn ha. Thơm phức luôn, bánh làm cực kỳ thơm ngon luôn nha mọi người. Đây. Trời hấp dẫn lắm luôn. Cái mùi của bánh mì đen này nè, cái bột bánh mì đen á cực kỳ thơm luôn và cực kỳ ngon, với lại có cái mùi của mật ong nữa đó. Trời nó ngon gì đâu luôn đấy nghe mọi người. Đây mình sẽ để bánh nguội xong rồi mình chút ga nha. Bánh rất là ngon nha, vàng rất ngon nha. Này bánh của mình nguội rồi, cái mình để ra ngoài dĩa ha. Cái mùi bánh cực kỳ thơm và ngon luôn nha. Tại vì trong này cái mình làm từ cái bột mà bột mì đen đó, thì nó gồm có là cái bột mì. Ở đây mình mua cái loại này nè, cái loại cái bột mì này nè. Đó, cái bột mì Buratot này nè. Thì nó gồm có cái một yến mạch đó, và cái hạt yến mạch nghiền, cho nên là nó cực kỳ thơm quá nha. Cái mùi nó thơm cực kỳ luôn, tại vì nó có cái bột yến mạch nghiền cũng như cái hạt yến mạch á, cho nên là cực kỳ ngon và nó thơm. Cái này thì mình mua là cái bịch này là 500 g. Đó thì mình về mình làm á thì chỉ mỗi một lần mình làm bánh mì đen thì mình chỉ làm có 100 g thôi, và mình kết hợp thêm với cái bột mì số 13 đó thì mình làm ra chiếc bánh này thơm ngon cực kỳ, và mình để thêm mật ong nữa đó, ngon lắm luôn. À nè, và bánh của mình ha, ở cái bề mặt rất là giòn nha. Cái lớp bề mặt bánh ở trên đó khi mình mới nướng xong á, mình ăn thử nó rất là giòn, còn biết trong ha, bánh nó bồng bềnh luôn. Nó mềm. Bên trong thì mềm, còn cái vỏ ngoài mới nướng xong nó rất là giòn ngon. Còn bên trong nè, nó mềm. Trời ơi, ngon lắm. Nè, nó mềm mà nó đàn hồi luôn á. Rất là thích. Rất là thành công luôn. Hôm nay mình làm được 4 5 loại bánh mì rồi. Đó, đều làm rất là ok hết ha. Công thức thì lúc là mình có làm mình có chia sẻ đó, và khi mà mình quay thì mình có up lên thì công thức mình đặt ở dưới cái phần comment của cái video ha. Rồi. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác nha. Để nguội chút xíu rồi mình sẽ lấy dao mình cắt bánh ra từng lát lát nha. Đây sau khi mình cắt bánh mì từng lát ra nè. Trời ơi, nó ở trong á nó rất là mềm luôn, mềm xốp và ngon, và cái mùi á cực kỳ thơm, mùi yến mạch ha, mùi của mật ong. Mọi người có thể tham khảo cách làm của Trúc để có thể làm được cái món ăn cho gia đình ha. Cái món này mình có thể ăn để giảm cân được đó. Các mẹ mà thực hiện chế độ ăn ít lean á thì có thể là sử dụng bánh mì đen vào buổi sáng cùng với sữa hoặc là hạt ngũ cốc gì đó, thì có thể là có được cái bữa ăn sáng cho mình ha, cho thực đơn của mình nha. Này cái bánh mì yến mạch, bánh mì mè đen nè, bánh mì đen này nè, thì người ta sử dụng trong chế độ ăn kiêng cũng rất là nhiều. Đấy, thì mình có thể là thay vì mua ở ngoài thì mình có thể là mình làm tại nhà thì nó đảm bảo an toàn hơn, và mình thưởng thức bánh nóng hổi luôn ha. Sau khi mà mình kết thúc video thì mình cắt ra để mình chia sẻ với cả nhà, bởi vì cái kết quả, cái thành quả của mình sau khi mình làm bánh mình cảm thấy rất là ưng ý, cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người ha. Cảm ơn cả nhà một lần nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.